dầu với nước tương chị muốn mua. Em hỏi chị mua bằng cách nào? Ôi, chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 5 giờ chiều, mùng 5 Tết ha. Mình đang có mặt ở tỉnh xá Ngọc Quang, 262 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Chiều hôm nay mình vô đây gửi lì xì cho các ông bà sống neo đơn trong tỉnh xá này. Số tiền đến từ cô, nhóm bạn cô Kim Hiền Phương các bạn. Ở dưới hãy nhập pin vô trong con gửi lì xì. Hôm nay có sự trở lại của Minh nha các bạn. Đi từ ok. Mỗi người 50.000, 50.000 nhé. Dạ chào mấy chú. Dạ con gửi liền lì xì cho mỗi người nha. Mỗi người 50.000 nha. Có người không nè chú Linh? Có, phòng này 6 người anh. 6 người. Chiều là 1 người á. Dạ. Rồi con gửi cho. Mỗi người 50.000. Rồi con gửi không? Nữ. Chắc hai người dưới đây là đi thôi, rồi để dưới cho rồi. Chào anh. Dạ. Chú ơi xúc đâu nè, vô trong rồi. Dạ biết, bà ơi cho con gửi tiền xin tết mỗi người nha. Mỗi người 50.000. Cho con gửi. Dạ. Ủa, hôm nay anh Sang đi chưa về anh hả? Về quê à? Dạ. Bà ơi, cho con gửi nha. Ở dưới, gửi điện thoại xỉa dưới ơi. Rồi, tối chè. Ở dưới Đà Phật, con chúc sức khỏe nha. Ở đây có người nữa nè. Rồi. Ở đây 6 người. Rồi. Ôi, con gửi tiền lì xì ha. Ủa? Bốn người. Có chết gì nè, đang ngồi chơi thôi. Rồi, tay. Dạ rồi, con gửi tiền lì xì ha, mỗi người 50.000. Cảm ơn. Số tiền lì xì từ nhóm bạn cô Kim Hiền Phương ở Mỹ. Dạ, 4 người. Bữa nay cái số lượng người phục vụ của mình, bữa nay chắc đi về quê bớt anh hả? Dạ. Dạ. Rồi, chúc mừng năm mới các chú. Con người bên đây nữa nè. Bên này 4 người. Đúng rồi. Rồi, chúng ta bước ra ha. Bữa giờ Tết có ai nấu ăn gì không chú? Có ha, dạ. Ý là nấu món gì đặc biệt á mà. Dạ. Ồ, cái phòng này bữa bị khóa, bữa nay mở lại ha. Cho con gửi tiền cho ba chú nha. Dạ, cho con gửi. Dạ, con chào. Dạ, con chào ba chú. Rồi, chúng ta cùng nhau đi lên phòng. Lên tầng 1. Phòng này hình như vẫn phải đóng. Ừ, chắc vẫn phải đóng quá. Đi ngoài đường. Đi ngoài đường chơi. Rồi, con gửi tiền lì xì ha. Gửi lì xì mỗi người 50.000 nha. Rồi, có một bà đang tắm bên trong nha. Là cái giường đó đóng cửa lại rồi. Rồi, thôi bà cứ tắm trong vòng đi để trên cái giường được rồi. Để trên giường nha. Ờ cảm ơn ha. Rồi, xanh liền phai lọt à. Để con coi coi. Ok, dạ rồi, con để đó.
bà đang tắm giặt. Rồi rồi. Cảm ơn ha. Dạ dạ thầy. 10.000 lì xì nha. Dạ cho con gửi. Rồi 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 thấy rồi. Rồi bên trong vô trong. Đừng mở nhạc nha chị. 17 người. Ủa thằng gì quên rồi ta? Ngoài ông Sang nó còn thằng gì nữa quên rồi. Quý, quý đâu rồi? Không thấy Quý luôn. À, coi đừng có mở nhạc nha coi ha. Ờ à, có mở nhạc nha. Lì xì đó là có nấu ăn đó vì dạo này bận quá không có nấu ăn, bữa nay con gì gửi lì xì thôi. Ủa bà Hai đâu rồi? Bà Hai gửi sau đi. Bà Hai vô phòng luôn, 4 người hai bên kia. Rồi rồi bà ơi vô con gửi tiền lì xì nha. Bốn người, bốn người. Dạ ơi, con chào. Ở đây đường cái là sạch sẽ. Từ cái nhà vệ sinh rồi bước vô phòng thì đại đa số là nó không có bị cái mùi các bạn. À lỗi ha, đúng rồi, lộn. Trong đây còn mà, tự nhiên đi đâu rồi. Cô có mở nhạc không vậy, có cảm giác không? Hình như có người mở nhạc không ta? Tại cái gì rồi. Ê, ủa là có lì xì à. Có người mở nhạc không ta? Không. Xin hai mở nhạc bắt nhạc dùm cái đây. Quay, à, cho con gửi chứ đem gửi anh người xì nha. Rồi gửi con gửi cho chú 50.000. 50.000. Dạ rồi mỗi người 50.000. Dạ. Dạ dạ. Chưa tính hết đây chưa. Rồi. Rồi, chúc cho nhóm bạn của Kim Hiền Phương vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Dạ. Cô Kim Hiền Phương thì đi làm thôi. Chắc là phải đợi cô Kim Hiền Phương mua vé số biệt lót hay là cái gì lót bên Mỹ mới có sẽ có nhiều tiền hơn làm từ thiện dạng lớn. Chứ hơi khó chút phát tài. Giống như mình cũng khó phát tài các bạn. Trừ phi mình mua vé số, chứ còn như mình làm video này chỉ gọi là vừa đủ sống. Mua có trúng đâu. Ờ, mà mua hoài chả thấy trúng gì hết. Khó. Rồi, con gửi tiền lì xì nha chú. Dạ. Cho con gửi mà. Tất cả đây là 1 2 3 4. Vậy là tất cả 5 người. Phòng này là 5 người. Dạ. Để dưới gói nha. Dạ vâng. Phòng này có kể chỗ luôn. Dạ. Mấy anh chị em xuống em gửi lì xì nha. Đợi em chút xíu nha. Xuống liền. Thôi gửi luôn đi, 12 người là 6 triệu là 12 là 12 người là 600. Em gửi 600 nha, mỗi người 50 tiền lì xì nha. Chia giùm em nha. Bây giờ em hết tiền lẻ. Rồi cho em gửi nha. Rồi, chia cho 12 người. Rồi, ở đây còn nhiêu tiền vậy? Không biết, em chưa lấy là 400 của em. Ờ rút lại cái số tiền nãy em bỏ vô nó lộn á. Rồi rút lại đi. Còn một cái rồi. Rồi. Nãy mình lấy đổi tiền lẻ 20. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 3, 9, 40, 40 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 500, 700, 700, còn có 700 ngàn thôi ha. Đúng rồi. 700 ngàn. Em có lấy tầm 10 ngàn không? Em muốn đổi lại tầm 10 ngàn không? Rồi nè, em lấy 400 nè. Ừ, đổi lại đi. Mất công nãy đổi tầm 20 giờ lấy lại. Có nghĩa là cách là 700 đó. Đúng rồi. Rồi, ok. Còn 700 đây. Ngàn. Nãy em đổi tầm 20 đó. Cho... cho anh mượn 200 đó đi.
cho anh mượn 200. 900. Ừ, anh mượn 200. Cho mượn 200. Dạ. Chà. Rồi, ok, gửi cho sư cô 900. Không biết sư cô đâu rồi. Sư cô nãy mới gọi đây mà. Ờ. Gửi cho sư cô 900. Mình xin phép mình gửi 900 ngàn tiền lì xì cho nhà chùa cô ha. Dạ. Dạ, dạ. 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 Dạ rồi, cái này là dạ. Dạ rồi, cái này là cúng dường 900 ngàn dạ. Từ nhóm bạn của Kim Hiền Phương. Dạ, dạ. Dạ, dạ, cô cảm ơn sư cô. Dạ, dạ. Anh cho 12 người, 3 người lớn. Dạ, rồi, con chào sư cô. Dạ. Con xin phép. Hồi nãy con thấy sư cô. Xin cảm ơn nhóm bạn của Kim Hiền Phương rất rất nhiều. Và đây là chiều mùng 5 Tết ở Sài Gòn. Bình yên, nhẹ nhàng.